chào ông nhá. Chào ông nhá. Ôi, ông đi mua về đấy. Tôi đi tìm kiếm thức ăn. Mời nước ơi. Cảm ơn ông nha. Nước kìa. Ơ chà. Nhà ông cũng rộng nhỉ. Tầm tạm. Ở đây mấy năm rồi ông? 5 năm rồi đó. Cũng được lâu rồi đấy nhỉ. Nhà có vợ con gì chưa? Chưa. Ôi giời, tôi cũng đi lâu rồi. Mấy năm rồi. Không được ăn cơm. Này ông có gạo với có ít muối mà cho tôi xin ít. Cố. Nó có ạ. Ông cứ uống nước đi, tí tôi lấy cho. À, có nuôi trâu, nuôi gà gì không không? Cố. Chờ cho về. Đây cũng thoải mái nhỉ, thoáng mát. Nhà đẹp hết nhỉ. Rộng rồi, thoải mái nha. Mát đầu. Chúa ông ấy ít gạo. Vâng, ông cho tôi xin ít muối với ít gạo. Muối thì tôi phải ăn mấy năm mới hết được chứ. Và ít muối lắm. Ôi trời, lưới nhì thì tha hồ mà bắt cá nhá. Cảm ơn ông nhá. Sao gặp lại nhá. Cảm ơn ông nha. Để nha. Đóng cái gì lâu lắm. Ngồi đây dành dãi nhìn ra đây uống rượu nhá.